Tổng thống Putin bật mí vũ khí hạt nhân mới. Trong bài phát biểu tại diễn đàn van Dai, tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu rằng Nga đang hoàn tất các cuộc thử nghiệm và bắt đầu đưa vào sử dụng các hệ thống vũ khí công nghệ cao mà ông đã nói đến cách đây 5 năm. Bình luận các vấn đề trên, biên tập viên tạp chí Arsenal of the Fatherland, Alexey Leonkov khẳng định: "Tôi nghĩ trước hết ông ấy đang nói về các hệ thống tạo nên bộ ba hệ thống phòng không hạt nhân." Những hệ thống này là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Samat, máy bay không người lái dưới nước Poseidon và tên lửa hành trình tầm xa không giới hạn Purovesnik. Nhà bình luận quân sự kỳ cựu của Nga sau đó đã giải thích rằng các hệ thống hạt nhân này có thể được sử dụng trong các trường hợp phương Tây có hành động xâm lược công khai chống lại Nga. Gần đây, đã thử nghiệm thực địa các vũ khí siêu thanh, trong đó bao gồm các hệ thống tên lửa Kaizo, Zircon và Iskander-M, đã chứng minh được độ chính xác và hiệu quả cao trong hoạt động quân sự ở Ukraine, Ông Leonkop khẳng định, nhà phân tích quân sự cũng nhấn mạnh rằng Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng các hệ thống tên lửa siêu thanh trong các hoạt động chiến đấu. Đồng thời, ông cũng khẳng định rằng Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường an ninh vì Mỹ và NATO đã phá bỏ mọi thỏa thuận trước đây với Moscow về ổn định chiến lược và vũ khí hạt nhân. Theo ông Leonkop, Washington đã đánh cược vào cuộc xung đột Ukraine để gây thất bại chiến lược cho Nga, nhưng cuộc chiến ủy nhiệm đó đã trở thành một thất bại chiến lược đối với Mỹ. Không có mục tiêu nào mà người Mỹ đặt ra cho lực lượng ủy nhiệm Ukraine của họ là đánh bại nga hoặc không cho phép nga giành chiến thắng đã đạt được hoặc sẽ đạt được, ai cũng hiểu điều đó. Ông Leonkov nói.